Điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ chiến thắng trong chiến tranh Việt Nam? Tại thời điểm đó, đang diễn ra cuộc xung đột ủy nhiệm giữa miền Nam Việt Nam do Mỹ hậu thuẫn và miền Bắc Việt Nam Cộng sản. Nếu Hoa Kỳ chiến thắng, Việt Nam sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề của Mỹ. Có hai kịch bản sẽ xảy ra. Hoặc Trung Quốc sẽ đem quân đẩy lùi quân đội Mỹ ra khỏi Việt Nam, dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới khác giữa Mỹ, Trung Quốc và Cộng sản Nga. Kịch bản thứ hai là Trung Quốc và Nga sẽ chấp nhận kết quả của cuộc chiến, nhưng họ vẫn tiếp tục cung cấp các nguồn lực cho các cuộc nổi dậy ở Việt Nam. Chủ nghĩa cộng sản sẽ trở nên phổ biến và được yêu thích ở Việt Nam. Người Việt sẽ xem Mỹ như kẻ thù xâm lược và Mỹ sẽ phải tiêu tốn rất nhiều kinh phí để giành lại được trái tim của người Việt Nam. Bởi vì Việt Nam sở hữu vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, có được Việt Nam sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Mỹ. Hãy nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều điều thú vị nhé.